Không ai ăn Tết to bằng nhà thờ các thánh tử đạo. Thật vậy, vì số người tham dự quá đông, buổi dạ tiệc mừng tân niên Mậu Tý phải được tổ chức vào hai ngày, mùng 3 và mùng 4 Tết Mậu Tý, tức là ngày thứ Bảy và Chủ nhật, mùng 9 và 10 tháng 2, 2008. Mục đích chính là để gây quỹ, xây dựng thánh đường. Và đặc biệt, Việt Thảo đến từ California đã điều khiển chương trình khéo léo, gợi lòng hảo tâm của quan khách mừng tuổi thêm cho nhà thờ. Chương trình dạ tiệc gây quỹ tại nhà hàng Thần Tài được bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 tối với lời chúc Tết và lì xì của Linh Mục Nguyễn Đức Vượng. Okay. Kính chào quý vị khán thính giả bản tin Hoa Thành Đốn. Hoàng Anh, Lê Thanh Châu, hôm nay Chủ nhật mùng 10 tháng 2 năm 2008 cũng là ngày mùng 4 tháng Giêng năm Mậu Tý. Chúng tôi hiện đang có mặt tại buổi gây quỹ xây dựng thánh đường nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam. Kính thưa quý vị, hôm nay tại nhà hàng Fortune, vùng Pontchartrain, Virginia, gần 500 đồng hương và giáo dân đã tụ họp về đây để mừng xuân và đóng góp gây quỹ mở rộng thánh đường các thánh tử đạo Việt Nam, vùng Arlington, Virginia. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay có sự tham dự và chủ trì của Linh Mục Nguyễn Đức Vượng cũng như là ông Chủ tịch Hội đồng Giáo sứ Bùi Hữu Thư. Và đặc biệt hôm nay có sự hiện diện của MC Việt Thảo, thành phần ca sĩ gồm có Thánh Ly, Cát Tiên, Thủy Tiên. Sau đây xin mời quý vị theo dõi một số hình ảnh của ngày xuân. Kính thưa quý cha, quý thầy, quý sơ, quý vị đại diện cho tất cả các ban ngành đoàn thể, quý cụ, quý ông bà, anh chị em, kể cả anh chị em ở trong đạo Công giáo cũng như là anh chị em người lương dân ngày hôm nay, bởi vì do cái công việc xây dựng giáo xứ, do cái công cái ngày Tết vui mà tất cả mọi người chúng ta sum họp nơi đây, thì thay mặt cho ban tổ chức, đặc biệt là con là người đã trực tiếp để gửi thư mời tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em, chúng con xin chân thành cảm ơn sự đáp lại những lời mời mà chúng con đã gửi đến cho quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Và đặc biệt cũng đêm hôm nay có các chương trình như là đài phát thanh, đài truyền hình Virginia TV, đài SPTN, Hoa Thịnh Đốn cũng đến với giáo xứ của chúng ta. Có anh em ở trong ban chụp hình Đức Tin Bất Khuất đã giúp cho chúng ta có những tấm ảnh kỷ niệm ngày hôm nay. Và cuối cùng, xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta, nhất là bắt đầu cho bữa ăn này để chúng ta cùng vui xuân với nhau. Chúng tôi là Bùi Hữu Thư, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo sứ các Thánh tử đạo Việt Nam, Arlington, Virginia. Rất hân hạnh được trình bày với lại quý khán thính giả của đài truyền hình về những cái công trình mà cha xứ, Hội đồng Mục vụ và toàn thể giáo xứ đang lo toan trong nhiều năm qua, chứ không phải là chỉ có một năm qua mà thôi. Thưa quý vị đã biết là Giáo sứ các Thánh tử đạo Arlington, Virginia được thành lập năm 1979. Và đến nay thì là đã gần 30 năm. Mỗi ngày cái con giáo dân con số càng ngày càng đông. Từ khi khởi đầu chúng ta chỉ có 25 gia đình, giờ chúng ta có trên 2.000 gia đình với 8.000 giáo dân. Cái cơ sở đã thay đổi 2 lần rồi, nhưng mà đến bây giờ là lần thứ 2 bắt buộc phải tìm cách để mà bành trướng cơ sở. Thì cái dự trù xây cất cũng như chỉnh trang sắp tới chúng tôi hy vọng sẽ được khởi sự vào năm nay, nếu mà mọi sự không có gì trở ngại. Cái vấn đề chính là làm sao để gây quỹ cho có đủ số tiền. Đây là một cái Mỹ nói là multi-million dollar project, cần có nhiều sự hy sinh của tất cả mọi người, đặc biệt là của giáo dân. Theo ông nhận xét là tấm lòng của giáo dân đối với cha xứ cũng như hội đồng mục vụ trong những cái công trình xây dựng khang trang nhà thờ để mà cho giáo dân có thể tới tham dự thánh lễ, thì theo ông nhận xét là cái tấm lòng của giáo dân đối với nhà thờ như thế nào? Chúng tôi nhận thấy rằng là giáo dân rất là quảng đại. Những cái sự đóng góp có thể nói là không thể ngờ được. Cái hiển nhiên đó là đêm hôm qua, cái số tiền mà họ dâng cúng đã ngoài cái sức tưởng tượng.
Năm ngoái thì chúng tôi làm ở cái Kina Shrine với 1.000 chỗ ngồi. Nhưng mà năm nay làm ở đây bắt buộc phải làm cả hai đêm để có thể có vào khoảng 1.300 thực khách, để có số tiền hy vọng có thể tăng khá nhiều hơn. Không có nghĩ là được gấp đôi nhưng mà có thể là gần gấp đôi. Và mình là không phải trả tiền mướn cái cơ sở đó. Mướn cơ sở đó mất tới 7.700. Thì làm ở đây nó rất tiện là vì nó gần nhà thờ. Và đây cũng là một cái mối liên hệ đặc biệt giữa nhà hàng Thần Tài và Giáo sư Các Thầy Đạo Việt Nam. Và họ rất là tốt với chúng tôi. Và câu hỏi kế tiếp cho anh là ngoài những sinh hoạt về mục vụ thì nhà thờ có những cái sinh hoạt về cộng đồng truyền thống như thế nào cho giáo dân? Con muốn mở rộng những cái sinh hoạt của nhà thờ. Tiếp theo xin ông cho biết ngoài cái chương trình mục vụ của nhà thờ thì nhà thờ có những cái chương trình gì để cho giống như cộng đồng người Việt chúng ta hay không? Nhà thờ thì dĩ nhiên là cái chính đó là vấn đề thiêng liêng, vấn đề tinh thần, lo cho vấn đề mục vụ. Thì ở nhà thờ có tới 18 hội đoàn, đó là vấn đề lo cho cái sinh hoạt của mọi lứa tuổi. Từ những em nhỏ nhất là các em thiếu nhi cho đến các cụ cao niên. Họ đều có một cái chỗ để họ đến với nhau, họ sinh hoạt, họ ăn uống, họ vui chơi. Tôi lấy một cái thí dụ điển hình là như là các em thiếu nhi ngày hôm nay á, các em mới đến được là vì ngày hôm qua các em đi một cái sinh hoạt kêu là Mount 2000. Các em lên trên núi để mà các em sinh hoạt với lại các trẻ em Mỹ. Còn các cụ cao niên thì mới cái tuần vừa rồi đó, chúng tôi mời được một ông là một cái ứng viên tiến sĩ về bằng tâm lý học đã đến được nhà thờ để nói chuyện với các cụ cao niên về cái bệnh gọi là cái bệnh lãng quên, bệnh Alzheimer. Còn đây là một cái sinh hoạt cổ truyền, tại vì chúng ta vừa vui xuân, vừa ăn Tết mà vừa gây quỹ, mà mình mừng Tết tức là mình có sinh hoạt cổ truyền. Sắp tới thì là ngày Mother Day, thì không phải là một cái sinh hoạt của Việt Nam nhưng mà bây giờ sẽ trở thành một cái truyền thống mới cho người Việt Nam tại đất Hoa Kỳ bây giờ. Rồi mùa hè thì chúng tôi cũng có những cái buổi cắm trại cho các em, rồi là chúng tôi tổ chức rất nhiều cuộc hành hương để cho giáo dân trong nhà thờ được thăm viếng những cái nơi thánh địa như là Jerusalem, như là ở La Mã, như là ở Fatima, như ở Lộ Đức, như ở Ba Lê. Một năm có 5-6 lần mà đi hành hương như vậy, dân tham dự rất là đông đủ. Các em nào chưa có và ông có thể cho biết những dự kiến trong năm nay của nhà thờ, cái kế hoạch sắp tới để mà phát triển nhà thờ như thế nào không ạ? Giờ thì chúng tôi phải họp với địa phận liên miên về vấn đề là ban kiến trúc, rồi là cái ban tài chính của địa phận làm sao để giữ các mục chấp thuận cho mình chi với một cái ngân khoản cao như vậy. Thì cái vấn đề gây quỹ thì phải tiếp tục thôi. Nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng là cái giai đoạn mà kêu là design construction, tức là phác họa để xây cất đã xong rồi. Bây giờ sang đến giai đoạn kế tiếp, tức là giai đoạn làm những cái giấy tờ cần thiết để mà trình lên cho quận Arlington để xin phép. Và nếu không có gì trở ngại thì có thể là từ trong mùa hè này có thể khởi công xây cất. Và chúng ta hy vọng là có thể đặt viên đá đầu tiên vào cái ngày kỷ niệm phong thánh cho 117 vị thánh từ đạo Việt Nam 20 năm trước đây, tức là vào ngày 18 tháng 6 sắp tới này là đặt viên đá đầu tiên. Và xây cất chúng tôi dự trù vào trong vòng 1.5 năm thì xong. Và nếu xong hoàn tất, cái chỗ ngồi trong nhà thờ sẽ tăng gần gấp đôi. Bởi vì tụi em là thuộc là giáo dân trong Giáo sư Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Virginia đó. Cho nên là tại vì với mình sống ở cái nước Mỹ này, cái niềm tin nó rất là quan trọng. Cho nên với That's Why, cho nên vì thế tụi em thấy rằng là bây giờ giáo sứ cần rất là nhiều sự hỗ trợ của giáo dân. That's Why, cho nên vì nhân tiện cha xứ tổ chức buổi dạ tiệc để gây quỹ cho giáo sứ. Cho nên là That's Why, đấy là cũng là một chút xíu gì đó để tụi em góp phần vào để xây dựng giáo.